진짜 오늘 한번 메밀 냉면을 한번 먹어보겠어요. 왜냐하면 오늘 날씨가 너무 덥거든요. 33도, 34도 이렇게 올라가서 이걸 한번 먹어보겠습니다. 다 같이 먹죠. 자, 한번 먹어보겠습니다. Bây giờ오. Min ăn các bạn. Bữa nay trời thì tiết là 33, 35 độ nhưng mà rất là nóng luôn. Mà trời nóng nên mình ăn cái món này thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Rất là này là làm bằng lúa mạch nên rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Wow. Và cái nước dùng của mình nó rất là mát và nó vừa Wow, ăn chua chua, bóng nó có vị rất là ngọt, chua chua ngọt ngọt và ăn dễ tiêu luôn các bạn. Nhìn thấy Min ăn ngon quá. Wow. Món này thì bên đây mùa hè thì thường thường nóng á, thì người hè người ta ít ăn cơm lắm các bạn, thường ăn bún nước này, bún nước mà mình để lạnh á, nếu mà mình muốn ăn lạnh thêm nữa thì mình để nước đá vào cũng được nha các bạn. Để vô rất là ngon và rất là, nói chung là ăn vô mà cảm giác giống như là mình đang ở trong cái tủ lạnh gì đó. Giúp cho giải nhiệt cơ đúng thể. rồi. Và nó có nhiều loại bún nha các bạn, như bún mà làm bằng bột mì cũng có, còn mình thì thích ăn bột lúa mì nha. Nó tốt cho sức khỏe và nó dễ tiêu hóa các bạn. Cái món này cũng dễ làm, nó cũng nhanh làm lắm các bạn. Good. Xin mình chọn bột khoai nào mà bà. Các bạn muốn để thêm như mình để tôm tôm hải sản cũng được, còn mình thì cái này mình để Ủi wow, để mọi bào ngư ăn thì mùa hè này rất tốt cho sức khỏe, nó có hệ miễn dịch cao, có vitamin nhiều nên mình thường mua bào ngư về cho bé ăn mùa hè này nó tránh cảm á các bạn. Wow. Hột gà thì mình luộc, mình để vào ăn thì nó giống như là thường thường ta ăn mì lạnh, người ta để hột gà giống như là ăn kết hợp với hột gà để cho cái hệ tiêu hóa nó nhanh hàng sau các bạn, nó ngon hơn và nó dễ tiêu hơn. Đây mình mà xích sao완전 맛있어요. 맛 한번 있게 먹어보면 좋을 먹어요. 것 같아요. 지민 전복 하나 먹어봐요. 자, 전복을 한번 먹어보겠습니다. 자, 뭐 이게 전복이에요. 어때요? 전복 쫄깃쫄깃. 맛있어요. 건물 한번 먹어봐요. 맛있게요? 한번 먹어봐요. 콧물 좀 먹어봐, 시원하게. 시원하게 국물 한번 먹어보겠습니다. 네, 잘 먹었습니다. 자, 이제 재미TV 영상을 보면 구독, 알림 설정, 좋아요를 많이 해주시고요. 자, 오늘 여름 너무 더웠는데, 여름 건강하게 무더위 없애고, 이제 건강하세요!